Trong vũ trụ bao la, vạn sự vạn vật đều vận hành theo một quy luật vô hình nhất định. Từ thắng thua được mất của một người, đến thành bại hưng suy của một triều đại, đều không thể thoát khỏi đạo trời. Khi xưa, Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, mở ra một triều đại huy hoàng của Trung Hoa. Nhưng không ai ngờ rằng, nhà Tần chỉ tồn tại vỏn vẹn 14 năm. Sau đó quốc gia lại rơi vào tay của một kẻ mà nhiều người cho là tài hèn sức mọn. Nếu là có an bài, vậy thì thiên cơ nào ẩn phía sau sự việc nối triều đại này? Mời mọi người cùng Tinh Hoa TV đi tìm câu trả lời. Lưu Bang giành được thiên hạ có phải là ý trời? Tác giả Thiên Bảo. Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng qua đời vì bệnh. Con trai Tần Nhị Thế lên nắm quyền, nhưng lại là một kẻ bất tài. Triệu Cao lũng đoạn triều chính, giết hại những người có năng lực, nhà Tần nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Từ đó, nhiều cuộc khởi nghĩa lớn đã nổ ra. Trong đó, nổi bật là cuộc chiến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Lưu Bang thắng lợi, lập ra nhà Hán. Thời kỳ chiến tranh này đã thực sự để lại dấu ấn sâu trong lịch sử với tên gọi Hán Sở Tranh Hùng. Nhiều người đến nay vẫn luôn thắc mắc, một anh hùng cái thế như Hạng Vũ vì sao lại đại bại đến nỗi tự sát dưới tay một kẻ tài hèn sức mọn như Lưu Bang? Phải chăng lịch sử có chỗ nào bất toàn, hay là do trời cao cố ý trêu ngươi? Là ý trời sắp đặt. Từ Mã Thiên, tác giả của quyển Sử Ký nổi tiếng trong lịch sử, đã có những mô tả hết sức chi tiết và sắc bén về các nhân vật cùng sự kiện trong thời kỳ Hán Sở Tranh Hùng này. Từ Mã Thiên miêu tả Hạng Vũ là một con người phi thường, tài năng và chí khí hơn người. Từ cận cổ đến nay, chưa ai có được như thế. Trong lịch sử, Hạng Vũ sở hữu sức mạnh vô địch, có thể trừng mắt mà dọa cho đối phương khiếp vía, được các chư hầu xưng là bá vương. Ông đích thân trải qua hơn 70 trận đánh bất bại. Nếu so sánh thì chiến tích của ông chỉ đứng sau Nhạc Phi. Lại nói xét về thân thế và bản lĩnh thì Lưu Bang kém Hạng Vũ rất xa. Theo Sử Ký, Lưu Bang xuất thân từ nông dân, vô tư không lo nghĩ đến sản nghiệp, cũng không câu nệ chuyện nhỏ nhặt, tính tình lại buông thả. Thế nhưng cuối cùng thiên hạ lại thuộc về ông ta. Nội tình chân thật của sự việc này rốt cuộc là vì sao? Trong Sử Ký có ghi, Lưu Bang khi chiếm được Hàm Dương liền khóa kho tàng lại, bảo lưu cung cấm, vỗ yên lòng dân. Trong khi đó, Hạng Vũ bản tính hung bạo, đi đến đâu là đốt giết đến đó, khiến lòng dân vừa sợ vừa oán thán. Sau khi công phá, chiếm lấy Hàm Dương từ tay Lưu Bang, việc đầu tiên ông ta làm là châm lửa thiêu rụi các cung điện nơi đó. Lửa cháy 3 tháng không dừng. Hạng Vũ bằng một ngọn lửa đã thiêu rụi mọi di sản của người Trung Hoa, khiến cho kinh sách của Khổng Tử và các bậc tiền nhân biến thành tro tàn. Từ đó dẫn đến việc kinh sách thất truyền, văn hóa đứt đoạn. Trong lịch sử, Hàn Tín có lần nhận xét về Hạng Vũ như sau: chỉ có cái nhân của người đàn bà, cái dũng của một kẻ thất phu, tiếc tiền, tiếc đất, chỉ tin vào tài năng của cá nhân mình, nghi ngờ tất cả. Đã thế,
lại còn hiếu sát, làm cho nhân dân oán thán. Còn Lưu Bang, sở dĩ ông có thể chiến thắng là do biết dựa vào dân, tận dụng tài năng các tướng. Phàm là tướng lĩnh lập công đều được ông giao thành giữ đất. Đó là những gì lịch sử để lại. Lưu Bang giành được thiên hạ là do mối quan hệ nhân quả từ đối nhân xử thế. Nhưng nếu xét sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng sự việc này từ sớm đã có an bài. Tất cả đều thuận theo thiên ý mà diễn một màn. Vì sao nói như vậy? Để lý giải điều này, chúng ta hãy cùng nhìn vào hoàn cảnh của Trung Hoa sau khi Lưu Bang giành được thiên hạ. Khi đánh bại Sở Vương Hạng Vũ, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã xưng đế, lập ra triều Hán, đốn đô ở Lạc Dương. Từ đó, triều đại nhà Hán vô cùng hưng thịnh. Về mặt quân sự, Hán Vũ Đế mở mang bờ cõi, mở rộng bản đồ biên giới lãnh thổ sang phía Tây và phía Bắc với tốc độ nhanh chóng. Về văn hóa, vào triều đại nhà Hán thì Tam giáo, Nho, Phật, Đạo bắt đầu xuất hiện và hình thành. Đặt định ra quốc hiệu cho dân tộc Trung Hoa chính là dân tộc Hán. Sau khi lên ngôi, Lưu Bang đã để lại cho lịch sử một tiền đề, đó là sửa cũ thay mới, nghĩa là cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi. Sẽ không triệt để phá bỏ những gì đang hiện hữu để xây dựng lại hoàn toàn. Lại nói, giả sử Hạng Vũ giành được thiên hạ thì sao? Chủ trương của ông ta chính là tống cựu nghênh tân, tức là hoàn toàn phá bỏ đi những cái cũ để lập ra cái mới, thiêu rụi tất cả, tạo dựng sự nghiệp mới từ đám tro tàn, dùng vũ lực để mở mang bờ cõi, tạo ra một triều đại hoàn toàn khác biệt so với triều đại trước. Trở lại với những thành tựu của Trung Hoa dưới thời Hán, một trong bốn phát minh lớn nhất của Trung Quốc, kỹ thuật chế tạo giấy, cũng xuất hiện vào thời nhà Hán. Đây là tiền đề cho sự hình thành và phát triển chữ viết Trung Hoa. Nhà Hán được lập ra cũng chính là tiền đề cho văn hóa thần truyền được tiến nhập vào vùng đất Thần Châu. Ngày nay, khi nói đến những từ đại diện cho văn hóa Trung Quốc, cụ thể là chữ viết và trang phục cổ, thì tuyệt đại đa số người ta đều nhắc đến người Hán, Hán tự, Hán phục, vân vân. Trong sử ký có viết, Hán Cao Tổ Lưu Bang lập thành nghiệp lớn chính là ứng với câu nói thiên nhân hợp nhất. Sự việc ông ta làm lúc đó không phải là biểu hiện giả tạo ban đầu để lấy lòng dân. Sự thật cho thấy, sau khi giành được thiên hạ, ông đã thực thi chính sách đồng nhất như trước đây, vẫn giữ nguyên tôn thất, Mù Mã, nhà Tần, không thực thi chính sách tàn bạo để trả thù triều đại nhà Tần. Cổ nhân có câu, người tính không bằng trời tính. Hạng Vũ cho dù có oai phong lẫm liệt đến mấy, nhưng mệnh trời khó cải. Lưu Bang có tầm thường như thế nào, nhưng ông ấy phúc đức vẹn toàn, cuối cùng giành được thiên hạ. Mọi thứ đều không chệch ra khỏi thiên ý. Giai đoạn lịch sử hiện nay, dịch bệnh đang hoành hành, tính mạng con người bị đe dọa. Nền kinh tế thế giới cũng đang phải đối mặt với một cơn địa chấn lớn. Vậy ai sẽ là người cứu nguy và tiếp nối giai đoạn lịch sử quan trọng này? Cơ hội sẽ dành cho những ai lương thiện, giữ niềm tin vào thần và luôn đứng về phía chính nghĩa.